5 4 3 2 1 tay đi vừa sang bên trái nào.
cảm, ly căn một cách cửa. 5, 4, 3, 2, 1. Nó đi đi sang bên phải. Cố gắng khép sát như là xuống. Khép bông xuống.5, 4, 3, 2, 1. Hít vào, nâng người, vươn hai tay lên cao. Thở ra, vặn người sang bên phải. Nào tay, đặt cối, tay đưa về sau. Vặn căng, thẳng lưng lên. Cầm thư về hậu hổ. 5, 4, 3, 2, 1, tay trái, tay phải chúng ta vẫn giữ nguyên nào, từ từ chúng ta nâng hông lên. Nâng hông lên nào. Căng, đẩy căng lên, cố gắng nâng cái vai trái về sau. Nếu tốt thì từ từ chúng ta hạ cái tay phải xuống dưới sàn nhá. 5, 4, tay trái hạ xuống sàn. 3, 2, 1, hít vào từ từ nâng thân người, vươn hai tay lên cao, thở ra cổ đi. Hít vào, nâng người vươn hai tay lên cao, thở ra xoay người sang bên phải, từ từ gập sâu người xuống nào, hai tay ôm mũi chân, biểu tay chạm xuống. Thank you.
người phía trước. Thank you.
Thấy không thì sao? Thank you.
sẽ nhắn sang bên ngoài. Tay vào gối này,
Thank you.
Chấm chữ chấm hay là chân xuống? Chấm hay là chân nào? Nào tay vẫn trên trên nhá, hít vào lưng hông lên. Lưng hông, lưng hông. Đẩy chân hông lên. Thở ra. Hít, lưng hông, lưng cao lên. Cầm thu về hông cổ. Cơ bông, cơ đùi. Thở hai. Hít ba. Thở hai. Hít bốn. Thở hai. Hít năm. Chuyển mũi chân lên, chuyển cao mũi chân lên. Nâng chân trái lên. Chân trái này đổ đạp đó, từ từ thả chân hơi 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 thả hông. Nào tiếp tục hít vào nâng lên, nâng chân này tiễn mũi chân lên, rơi chân phải lên. Chân phải đáp
tay quần vào. Nếu không chúng ta sẽ ôm cả cái phần chân trên này, chúng ta sẽ đi được sát được. Nào, áp sâu vào, đóng đi, ván xuống, cố gắng nhấn mông xuống sàn. Năm, qua chân bên, vuông cấp, hít vào đổ chân sang bên trái, mắt nhìn sang tay bên phải, nào, tay trái nhấn hố phải xuống, nhấn xuống để cái phần thắt lưng này được trả lại cái tư thế. Tay chân tách sọ ra ngoài, tách thảm hai tay xuống theo tân.
Hít vào thật sâu, phồng căng bụng lên, thở ra xẹp hết hơi xuống, rút sâu bụng lại. Hít vào căng phồng bụng lên, thở ra rút sâu bụng lại, nén chặt bụng xuống. Hít vào, thở hết hơi ra, rút sâu bụng lại. Hít vào, thở ra rút sâu bụng lại. Hít vào, thở hết hơi ra. Sau đó chúng ta co chân trái lên, chống đùi phải từ từ ngồi dậy, quay hai chân quay lại nhé. Thank you.